Lô mọi người nhá, hôm nay thì hai chú cháu sẽ đi lắp thêm ba cái mắt camera ở trong một của trường cấp 1. Thì bây giờ trước tiên thì chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái đồ cần thiết để đi lắp thêm cho cái trường. Chuẩn bị đi tìm đồ đấy. Đây, một cái cam đôm này, cái cam cam thân trụ này. Đấy, rất nhiều hàng của Viettel nha mọi người nhé. Cam phun màu một chiếc, cần có thêm dây mạng lan. Dây mạng lan này là của Hích nhá. Đó. Cầm thêm một mắt đôm, một hai thân trụ này. Đấy. Một đầu ghi 16 cộng. Đây là một cái bộ chia điện băng dính. Đây là đây là rắc nối. Đấy, bây giờ mình cho vào đây, cho vào ba lô này cho nó đi cho dễ. Đây là cáp đồng trục. Ok, lên đường thôi. Nhá, khi nào mà chuẩn bị xong hết đồ thì chúng ta cũng bắt đầu di chuyển đến cái vị trí mà chúng ta cần lắp đặt thôi. Cái lắp đặt mà nâng cấp thêm như này thì nó cũng rất là nhanh thôi, nó chỉ khoảng độ mất 1-2 tiếng thôi, bởi vì mình đã có sẵn hệ thống rồi. Chúng ta chỉ cần thay lại cái đầu ghi với lại cái đấu thêm ba cái mắt nữa thôi là xong. Chúng ta đi thôi nhá. Đây mọi người nhá, đây đồ đã được tập hợp hết ở cái chỗ điểm cần lắp rồi. Đây những cái mắt ở ngày trước lắp ở trên này. Đó. Đây, bây giờ chỉ chờ cô hiệu trưởng xem muốn lắp đặt ở những vị trí nào thôi. Đây mọi người nhá, trong lúc chờ đợi khách thì giới thiệu mọi người đây, một cái sản phẩm của thằng Hích, do bên cái này là do bên Viettel cung cấp nhé mọi người nhá. Anh em Viettel là sẽ đi triển khai cho mọi người. Cam này cam phun màu. Đây, cam phun màu. Ban đêm cũng có màu. Cái này là định mang về lắp ở nhà nhưng mà khách muốn nên mang xuống. Đây nha mọi người nha, sau khi mà đã biết được cái vị trí lắp mắt thì chúng ta sẽ thực hiện là kéo dây. Kéo dây từ cái đầu ghi đến cái camera. Sau đấy thì tiếp tục là sẽ bắt cái mắt lên cái vị trí cần lắp. Đây là cái hộp phụ kiện này. Đây là mắt cam. Ngoài đấy sẽ dùng hai cái mắt cam, mắt thân trụ đây. Đây là cái cam nó dùng để lắp ở ngoài trời. Đây là cái hộp kỹ thuật. Rồi. Đó.
Cái này thì mọi người khoét nó đi này. Khoét một tí này. Để cho nó dễ tuồn cái dây vào. Đấy. Xong là sẽ dùng cái cho cái dây này vào trong lỗ. Dùng máy bắn vít để cố định cái cam này lên cái tấm, cái mặt ở trước của cái hộp kỹ thuật này. Cái ở bên này cũng vậy. Cam này thì nó chịu được ở ngoài trời mọi người nhé, cho nên mọi người yên tâm, không phải che trước gì hết. Nếu mà được có điều kiện thì chúng ta che lại cũng được, bảo vệ được cái mặt cam này. Xong. Đây bây giờ thì chuẩn bị băng dính. Băng dính. Rồi cho hai cái mắt này vào. Với lại những cái ốc vít như này. Để mình đi bắt cái mắt lên cái tường. Cùng với đấy không thể thiếu đây là đồ này, kìm này, máy bắn này, thêm một hai cái ốc vít nữa. Đây hai cái nguồn của cam. Rồi, đủ rồi. À, quên một cái, một thứ nữa là lạp thít. Lạp thít để khi nào mà chúng ta đi xong, khi nào mà lắp cái cam lên rồi chúng ta sẽ đi gọn lại cái dây. Quên mất không cầm. Đây, lạp thịt đây. Áo dây xong xuôi hết đi ấy. Thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ gắn cái mắt lên những cái vị trí mà cần lắp đặt. Đó. Đồng nghiệp vừa là đứa cháu của mình. Hôm nay đứa cháu này nó làm ở huyện khác,
làm ở trên Tân Lạc gần thành phố Hòa Bình. Đang khoan lỗ để tí nữa gắn cái mắt camera lên vị trí đây. Những cái vị trí như này thì mọi người nên đặt nó hợp lý nhá, để nó tránh cái trường hợp cái điểm mù của cái camera ấy. Mình sẽ đứng ở trên đấy, mình cũng nhìn cái mắt camera, nó cũng nhìn như kiểu mắt thường của mình thôi. Mọi người nhìn thấy nó có điểm, nó điểm phù hợp thì mình sẽ gắn cái mắt đây ở đấy. Đó. Đồi thì ổng bớt đây nhé. Đã làm xong cái mắt rồi ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái đầu nối. Đây là cái đầu nối đồng trục này.
Đấy, mọi người sử dụng BNC này. Đây mọi người nhá, mọi người cắt một đoạn nào độ tầm nửa phân đi. Trong cái lớp mát này thì mọi người vuốt về hết, vuốt lại đằng sau của đằng sau. Tức là cái nguyên lý của thằng này là mát với lại dây đồng là không được không được chạm nhau. Đây. Mọi người nó giống như kiểu cái mọi người làm cáp đồng trục để gắn vào cái đầu tivi ấy. Ở đây thì mọi người sử dụng cái kìm cái tua vít nhỏ loại này. Tháo cho nó nhanh. Đó. Xong rồi dùng kìm kẹp cái đầu này, kẹp chặt vào. Nhưng mà đừng kẹp chặt quá. Xong rồi mình sẽ vặn lại thôi. Tức là nó giữ lại cái sợi cáp đồng kia. Đó. Xong cái lớp nhựa này chúng ta vuốt lên để cho nó tránh tiếp xúc với cái đầu mát. Vặn lại như vậy là xong. Còn đối với cái đầu nguồn đây thì anh em cẩn thận hơn thì anh em quấn băng dính vào nhé. Ở đây mình sẽ quấn một lớp băng dính vào. Bởi vì để ngoài trời này thì nó mưa nắng. Mình có hộp kỹ thuật rồi nhưng mà mưa nắng này thì mình cũng nên cho vào. Còn cái lớp đây là cái nguồn điện này. Nguồn điện. Ở đây cái dây liền nguồn như này ấy, thì nó dây đỏ thì mọi người cứ quy định là dương. Xong đen kia là âm. Dương thì mình nối vào cái cổng dương của cái chấu nguồn thôi. Cái này trường hợp mình làm mình phải quy ước mọi người nhé. Quy ước để khi nào nối chung ấy thì nó sẽ dễ lên. Còn mắt này mà lại đấu ngược so với mắt kia thì mọi người phải đảo. Lúc đấy đảo rất là đây chúng ta thay mỗi cái ổ cứng lại thôi, nâng cấp đầu nó chỉ như vậy thôi, từ đầu 8 lên đầu 16. Sau khi mà lắp mà xong cái đầu ghi thì cái video là cái máy quay của em nó bị mà hết pin cho nên là không quay được nữa mọi người nhá. Thì các bước để triển khai một cái camera mà camera có dây thì nó chỉ có mấy bước cơ bản như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ có sự chuẩn bị về cái công cụ dụng cụ để lắp đặt. Cái bước thứ hai chúng ta sẽ nghiên cứu cái vị trí lắp đặt của cái mắt camera. Xong rồi chúng ta sẽ tiến hành đi dây của camera. Và rồi chúng ta sẽ gắn cái mắt lên các vị trí đã định hình trước. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ đấu nối cái đầu cáp của camera, của dây mạng, của dây cam với lại cái camera. Đó. Khi mà xong đấu mắt xong rồi thì mọi người sẽ thực hiện đi gọn lại cái dây. Đi từ cái mắt camera quay về đầu ghi. Đó, để cái trường hợp như này ấy, để chúng ta tránh cái trường hợp mà lãng phí dây, bởi vì cái dây của cái camera này nó có khá là tốn tiền, cho nên là mình nếu mà mình cắt thừa thì bản thân mình mất tiền thôi.
chứ khách không phải mất tiền. Đó. Tiếp theo, khi mà đã làm xong hết các bước như vậy rồi ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện lắp đặt cái đầu ghi. Ở đây lắp đặt thì chúng ta chỉ cần lắp thêm cái ổ cứng vào cái đầu ghi thôi. Và chúng ta sẽ thực hiện cài đặt cái đầu ghi. Cài đặt của đầu ghi thì nó cũng khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần bấm đếch nếch đếch nếch vài ba lần là xong. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ thực hiện là cài đặt phần mềm và các ứng dụng cho khách hàng để khách hàng sử dụng. Đó. Bước cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện là dọn dẹp lại cái vệ sinh cho nhà khách hàng và thanh toán tiền. Đó, đấy là 5 bước để chúng ta thực hiện lắp đặt một cái bộ camera có dây. Đó. Đó. Nếu mà mọi người có nhu cầu về lắp đặt camera thì mọi người vui lòng liên hệ tại các cơ sở cửa hàng giao dịch của Viettel. Đó. Hoặc mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho em ở cái số 1 0399 057 000, và video chúng ta sẽ kết thúc tại đây nhé mọi người nhé. Đấy. Xin lỗi mọi người vì đã sử dụng cái video này, bởi vì hẹn là mọi người ở các video tiếp theo nhé.